Bây giờ chúng ta sẽ vào cái đường nhỏ như thế này để gọi là rước khách trong hẻm nha các bạn. Thấy chưa? Xịn sò con bò chưa? Hôm nay là nhà xe Phương Trang sẽ cho ra mắt một mẫu xe mini để có thể là rước khách trong những khu hẻm nhỏ nha các bạn. Đấy, mọi người trong hẻm có ai đi xe khách không? Đi xe buýt không? Tôi ghé tôi rước tận nhà luôn. Đậu ngay cửa nhà rước luôn các bạn. Thấy chưa? Xe nhỏ nó phải khác chứ đúng không? Thôi tới đây là mình sẽ rẽ trái nè các bạn. Đi thẳng nó không cho mình đi rồi thì mình rẽ trái. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS2. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một trong những cái dòng xe khách rất nhỏ nhắn xinh xắn, gọi là tí hon, đến từ hãng xe Phương Trang nha các bạn. Đây các bạn, nhỏ nhắn xinh xắn rồi đúng không? Nếu các bạn nào đã biết thì xe Phương Trang hiện tại ngoài việc chạy xe tuyến, nói chung là xe khe đường nằm ấy của Phương Trang, thì Phương Trang hiện tại đã có những cái tuyến xe buýt chạy quanh thành phố cho các bạn. Là xe này nè, đây, để cho các bạn xem. Đó, thấy không? Đây là chiếc xe buýt mà hiện tại đang chạy quanh thành phố rất là nhiều. Nhưng mà với chiếc xe này nó cũng khá là dài các bạn, nên là chạy được trong những cái khu vực đường lớn thôi. Đó, còn những cái khu vực hẻm hay là đường nhỏ, hoặc là những cái đường ở quê, ở xã, ở huyện rồi các kiểu ấy, thì có rất là nhiều đường nhỏ nên xe đó vào không được các bạn. Nên bắt buộc Phương Trang mới cho ra mắt tiếp tục cái chiếc xe này. Đây, chiếc xe này nó giống như là xe 16 chỗ các bạn. Đây giống không? Đó, rất là nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Nhưng mà mình muốn làm cái xe đó trong tựa game này các bạn, nhưng mà mình tìm mãi không có cái mod đó. Nên mình quyết định là lấy cái chiếc xe này làm cái mod Phương Trang xe mini cho các bạn xem. Để các bạn xem thấy không? Đó. Nhỏ xíu xíu các bạn, nói chung nó cũng tầm tầm chiếc xe 16 chỗ ấy, nhưng mà nó khá là rộng luôn. Đó, cho các bạn xem một vòng nè. À, xịn chưa? Nhỏ xíu xíu các bạn. Đó, như vậy mới có thể là len lỏi vào những cái đường hẻm nhỏ này nọ các kiểu được. Đó, đó thấy chưa? Chiếc xe này nó đến từ thương hiệu Kasan vậy đấy. Mình cũng không rõ cái thương hiệu này của nước nào nữa các bạn, nhìn cũng khá là lạ. Đó, logo chữ K nè. Chiếc xe này thì mình đã độ thành cái chiếc xe Phương Trang rồi các bạn. Biển số xe là 65B2029, là biển số xe của mình đấy. Đó, còn phía trước thì sẽ có một cái bảng để làm số 16, tức là cái số xe 16 này là ngày sinh của mình đấy. Còn ở dưới sẽ là một cái tuyến đường để xe chạy, có huyện Thái Lai, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nè. Đây là cái khu vực quê của mình các bạn, nên mình để vào cho nó quen thuộc với mình. Rồi nào, ở Cần Thơ điểm danh nha. Rồi, bên hông thì các bạn thấy thì bên này nó sẽ có logo nè, logo Phương Trang nè. Futa Bus Line, chất lượng là danh dự. Đấy, khẩu hiệu quen thuộc của Phương Trang đúng không? Một cái cửa này nó là cửa ship đấy các bạn. Nó để cho khách lên xuống. Thì một tí mình sẽ điều khiển cái cửa này cho các bạn xem, đóng mở các kiểu. Phía sau thì cũng chả có gì. Logo với lại đèn khá nhiều luôn các bạn. Đây, bên này có chữ Kasan. Bên này là chữ Church gì đó, Church cộng gì đó. Chắc có thể là tên xe với lại là cái model xe ấy. Bên này thì cũng là logo đây. Bên này thì sẽ không có cửa nha các bạn. Đa số rước khách thì rước khách bên bên phải thôi, bên tay phải, nên là mình chạy bên phải luôn các bạn, nên là cửa sẽ nằm bên phải như vậy. Đó. Còn đây là nội thất của xe các bạn. Xịn chưa? Ui, dàn lo nè các bạn thấy chưa? Xịn chưa? Chơi nguyên dàn lo bự vãi. Đây thì các bạn có để không? Thấy tiền không? Đây là tiền khách trả các bạn. Thường một vé thì sẽ dao động tầm 10.000 đến 20.000 vậy đấy. Nói chung tùy khách đi tuyến nào thì mình sẽ thu tiền, nên là đa số tiền lẻ không à. Đó, có anh trai này ngồi trước với mình nè, vô lăng rồi nè. Cái này thì mình có để một số đồ lặt vặt thôi, cũng chả có gì hết. Đây là dàn phía sau nha các bạn. Đây mình xuống xe, mình vào phía sau cho các bạn xem. Đây là cái cửa lên nè các bạn. Đây mình sẽ mở cái cửa này cho các bạn xem. Để nó đóng lại nha. Đó, đây là đóng cửa xe nè các bạn thấy chưa? Cái cửa ship của xe ấy, đẹp không? Đó, giờ nó đóng lại rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra. Bên này sẽ có hai cái ký hiệu người già với trẻ em với người khuyết tật rồi ấy. Mình nghĩ cái đó là ưu tiên cho người khuyết tật hay sao để lên xe ấy. Rồi ok. Đó, thì lên xe nó sẽ như thế này, nó có một cái bửng ở đây các bạn. Cái bửng này mình không biết nó có hạ xuống mặt đường được không. Tại thường những chiếc xe mà xe khách đấy các bạn thì nó sẽ có cái bửng ở cửa này, nó để hạ. Ví dụ như đang như thế này không, nó đẩy ra xong nó hạ xuống để cho xe lăn, xe của mấy người đi xe lăn rồi ấy, có thể lên nó đẩy lên để vào xe các bạn. Chứ mà không có đó là xe lăn khỏi lên luôn. Không có cái bửng đó là xe lăn không lên được đâu. Cái này thì nó có những cái bước cầu thang để lên phía trước các bạn.
Thì phía trước này chỉ có một cái ghế ngồi duy nhất thôi, nó cho mấy thanh niên mà hay ói rồi các kiểu đấy rồi phía trước ngồi. Còn phía sau thì cũng có vài cái ghế và đa số là khách sẽ đứng thôi các bạn, đó thấy chưa? Thì xe buýt đúng gọi là đi xe đứng ấy, nó có vài ghế ngồi thôi. Phía sau còn chơi thêm hai cái dàn lo đó nè các bạn, lên xe này gọi là bắt tài mở nhạc quẩy là quá dữ luôn rồi nó chỉ có vậy thôi các bạn. Xe này thì mở cửa sổ được luôn nha, đây cửa sổ có thể mở được luôn các bạn thấy không, đó đóng lại. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cái cửa này lại luôn, và bây giờ chắc không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình luôn. Và hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái chuyến xe biết Phương Trang này quanh thành phố trong một cái map thành phố luôn nha các bạn. Mình sẽ chạy quanh cái thành phố này, nó có rất là nhiều đường lớn cũng như là hẻm nhỏ các kiểu luôn đó, như vậy nó mới hấp dẫn luôn các bạn ok bây giờ mình sẽ bắt đầu khởi hành thôi. Bây giờ là chắc mình phải quay đầu xe lại các bạn, chứ mà không cái đường này nãy mình chạy rồi quay đầu xe lên nó có mấy có nhiều hẻm nhỏ rồi các kiểu. Từ từ sao mà đông xe thế mọi người ơi, có thể nhường em qua không, đông xe quá đông luôn các bạn. Rồi đó chạy ra đây các bạn, bình thường chạy xe khách dài xe khách bự các kiểu đồ lái nó gọi là xử lý tới lui các kiểu được các bạn, nhưng mà bây giờ xe mình nó đã nhỏ rồi chạy rất là thoải mái luôn, giống như bây giờ mình chả khác gì mình đang lái con xe 16 chỗ ấy. Nào anh trai cho em qua cái đi, chỗ này nó không có đèn xanh đèn đỏ các bạn, rồi qua luôn các bạn. Hay giờ xem xe này không có GPS à, what the hell. Vậy thôi mình mở cái GPS phụ trên 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 này cho các bạn xem. Đây. Rồi ok, let's go. Đây là đường trong thành phố nha các bạn, mà các bạn thấy người dân đang trên đường đi lại không? Các kiểu luôn nè. Khá là đông xe luôn. Bây giờ mình sẽ đi đi vào cái đường nhỏ này thử đi các bạn, mình vào lên đây luôn. Đó. Mình sẽ tìm những cái đường nhỏ đi cho nó giống nha các bạn. Thường những cái chiếc xe buýt như thế này ấy thì khi mà đi trên đường nó sẽ có những cái trạm dừng để cho khách xuống cũng như là khách tập trung lại cho nó đi lên xe ấy, nhưng mà không biết trong cái map này nó có không. Nếu mà có thì mình sẽ dừng lại cho khách lên xuống nha các bạn. Ok, đèn đỏ rồi các bạn. Rồi đi thôi, let's go. Mình sẽ rẽ trái. Chỗ này thì có các bạn có thấy là có bán trái cây đâu các kiểu nè. Mọi người trên xe có ai mua trái cây không? Em dừng lại cho mọi người mua nhá. Ôi, mà có mấy ông bán các bạn, chắc trái cây không ngon đâu. Đi tiếp đi. Chưa xe mình có gắn con nhỏ này để nó lắc lắc các bạn thấy không? Đó, khi mà mình gọi là lắc vô lăng là nó sẽ lắc theo. Quá dữ. Ở kìa, GPS tôi đâu rồi? Rồi, ok. Sao đường này vắng tanh thế? Hồi nãy trong kia đông người lắm mà. Xe có kẹt đàng hoàng nha các bạn. Đây. Đi xe nhỏ như vậy rồi thì nó rất là thoải mái các bạn. Đi những đường nhỏ này nọ rồi nó cũng dễ nữa. Ôi đèn đỏ rồi, dính đèn đỏ rồi. Đây các bạn xem chiếc xe phía sau mình đi. Đây là một, phía sau mình là một chiếc xe 7 chỗ nhưng mà so với xe mình thì nó cũng chả nhỏ bao nhiêu đâu các bạn. Xe mình khá là gọn nhưng mà chở được nhiều người, đặc biệt là vậy. Nhỏ mà có vỏ, chở được khá là đông luôn. Rồi đèn xanh nha các bạn. Rồi qua luôn. Đây các bạn ơi, nếu mà xe khách mà bự thì làm sao mà vào được những cái đường hẻm nhỏ đâu các bạn. Nhưng mà đối với xe mình là khác. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái đường nhỏ như thế này để gọi là rước khách trong hẻm nha các bạn. Thấy chưa? Xịn sò con bò chưa? Hôm nay là nhà xe Phương Trang sẽ cho ra mắt một mẫu xe mini để có thể là rước khách trong những khu hẻm nhỏ nha các bạn. Đấy, mọi người trong hẻm có ai đi xe khách không, đi xe buýt không, tôi ghé tôi rước tận nhà luôn, đậu ngay cửa nhà rước luôn các bạn. Thấy chưa, xe nhỏ nó phải khác chứ đúng không. Thôi tới đây là mình sẽ rẽ trái nè các bạn, đi thẳng nó không cho mình đi rồi thì mình rẽ trái đó, đường có chút xíu thôi các bạn, xe mình nó đi quá là hợp lý rồi. Tới đây nó cũng không cho chạy nè, thì thôi rẽ rẽ trái tiếp tục nữa các bạn. Thấy chưa? Vô trong hẻm thì nó rất là nhiều cua, nhiều ngõ ngách luôn.
Tới đây như mình ra lộ lại phải không ta? À, chỗ này nó có cái biển hiệu nó kêu mình quẹo phải nè, cấm rẽ trái nha các bạn. Thì mình sẽ rẽ phải. À. À đây là đường một chiều các bạn, bởi sao mà nó thấy nó cấm. À, tới đây thì mình lại tiếp tục rẽ phải nữa. Vô hẻm nữa các bạn. Đó. À. Vào hẻm thì nó cho chúng ta chạy là 30 km trên một giờ thôi. Không cho chạy nhanh. Nhưng mà vô đây thì cũng có chạy nhanh được đâu các bạn. Sao nãy mình trong thành phố các bạn đông người vãi chưởng nhưng mà giờ vô hẻm không thấy người nào chứ ấy. Có ai cần xuống dưới này không? Báo em nha. Nhưng mà thôi đừng có dừng chỗ này, đang ngay dốc xuống. Rồi, ơ kìa. Vừa tới đèn đỏ luôn các bạn. Mình sẽ ghe phải chỗ này nha. Mặc dù trong hẻm nhưng mà rất là nhiều dốc nha các bạn, như những cái nhà ở Đà Lạt ấy. Đà Lạt là nó thuộc cái vùng núi, vùng cao nguyên nên là nhà nó cũng được xây dựng theo cái vách núi nên là nó sẽ có cái độ dốc. Nhiều đoạn nó sẽ xuống, nhiều đoạn nó sẽ lên. Rồi, tới đây thì mình sẽ quẹo phải thôi. Ra đây bắt đầu đông người lại rồi đấy. Nãy giờ mình tìm mà cũng chả thấy cái chạm dừng xe buýt nào hết trơn ấy. Ai có xuống khiều khiều em đó, anh quý ơi cho em xuống nha. Chứ tôi không thấy cái bến xe là tôi chạy hoài luôn đấy. Rồi phía trước thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái bùn binh, một cái vòng xoay. Mình sẽ rẽ vào. Rồi. Cái đường này sao nó làm lan can chính giữa chi, bây giờ cái đường nó bị hẹp luôn nè các bạn thấy không? Tự nhiên chính giữa làm nó lan can chả biết có tác dụng gì nữa. Bây giờ cái đường mình nó bị hẹp luôn. Ok. Vụ gì mà xe cảnh sát nhiều thế nhỉ? Phía trước có vụ gì các bạn ơi? À, không cho đi tới à chú cảnh sát ơi. Ừ, không cho thì mình sẽ rẽ phải. Này, tới đây mình rẽ phải các bạn. Phía trước hình như có sạt lở gì hay sao ấy, hay vụ tai nạn gì ấy. Xe cảnh sát chặn đường không cho vào luôn. Rồi, à, không cho đi đường đó thì mình đi đường khác. Lên đây. Sao bây giờ mình chạy kiểu là vào đây nó vào những cái đường nhỏ thì sẽ ít thấy xe, ít thấy người ha. Từ từ. Đông xe quá. Rồi, đó là mình rẽ trái luôn các bạn. Mình sẽ vượt qua cái hầm này. Cái hầm này là cái hầm đi xuyên núi nha các bạn. Ở trên đầu mình là cái núi đấy, nhưng mà người ta sẽ kiểu là đào cái hầm qua cái núi luôn. Như thế này. Ồ, vào hầm mình phải mở đèn lên luôn các bạn. Đó, mở đèn đồ lên. Ui. Xe nhá đèn dữ thằng ơi. Rồi, qua được hầm rồi đấy. Đây cho các bạn xem cái núi nè. Đó. Mình nãy giờ mình chạy xuyên qua cái núi này đây các bạn. Bự chưa? Và bây giờ mình đang trên một cái cầu vượt. Wow, cầu vượt bự vãi chưởng luôn các bạn. Cầu này nó bắt từ cái núi kia qua bên cái khu vực đất liền bên này luôn. Ủa sao mà đông xe thế? Ui ui, chuẩn bị kẹt xe rồi các bạn ơi. Các bạn thấy cái đầu xe phía dưới trên đang dính đèn đỏ mà xe mình trên này nè. Kẹt một đoạn khá là dài luôn ấy. Nào. Làm đèn xanh đèn đỏ ngay cái dốc luôn các bạn, chơi ác thiệt sự. Rồi khi nào mới được đi đây? Rồi bắt đầu xe bắt đầu có nhúng nhích được đấy các bạn, di chuyển được rồi. Rồi lại tiếp tục đứng nữa. Rồi khi nào mới được chạy đây? Từ từ để mình xuống mình coi các bạn. Nào sao mấy anh trai cứ dừng. À đây một cái đèn đỏ các bạn. Đây một cái đèn đỏ. Rồi mình chạy xuống đây nhìn lại một cái đèn đỏ nữa. Ui dồi ôi, là hai cái đèn đỏ các bạn. Quá trưởng. Ủa, vừa đèn xanh tới đèn đỏ lên nữa rồi. Công nhận đèn xanh trong này mau lẹ luôn các bạn. Đây giờ đèn xanh rồi nè. Qua được một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc, năm chiếc. Rồi, để mình qua cái nơi hai đèn đỏ. Rồi mình sẽ ghé phải luôn. May quá. Ui xuống đây lại dính cái đèn đỏ nữa. Rồi đèn xanh rồi, đi thôi mọi người ơi. Let's go, lẹ. Ôi trời, lên lề luôn. Rồi. Cuối cùng này cũng qua được rồi.
Rồi mắc GPS luôn rồi. Đây. Tới đây lại một cái vùng binh nữa. À cái đoạn này như nãy cảnh sát. Ồ. Đúng là bị sạt lở thì các bạn, hồi nãy nếu mà mình băng từ bên kia qua là được rồi. Như vậy nó nhanh hơn cái chỗ mà nãy công an chặn đường mình đó các bạn. Như vậy chỗ đó cái khu núi đó nó bị sạt lở, đá nó đổ từ trên xuống ấy. Nên là cảnh sát không cho mình đi qua. Rồi. Bây giờ là mình bắt đầu ra ngoại ô nha các bạn. Tức là đi ra khỏi thành phố rồi đấy. Và mình sẽ di chuyển trên một cái tuyến đường này để qua cái thành phố khác để cho khách xuống xe nha. Đây cho các bạn xem ở ngoài nào, đẹp không? Xe nhỏ xíu rồi các bạn, rất là gọn gàng luôn ấy. Bạn nào mà kiểu thích chạy những cái đường khó, đường nguy hiểm hay là đường nhỏ hẹp đồ các kiểu ấy mà muốn xử lý dễ thì lau chiếc xe này vào trải nghiệm. Cái lên đường này hiện tại đang là lên nét liền nữa các bạn, chứ không mình vượt cái thằng này sao nó chạy chậm thế nhỉ. Chậm vãi chưởng luôn anh trai, không thể anh tấp vào cho em qua đi. Đây mình xin qua luôn các bạn. Anh nó chạy chậm quá. Hiện tại như phía trước có tai nạn rồi các bạn ơi. À không không, chiếc xe nó đang dừng lại để nó nhường đường, nó nhường đường cho cái tuyến đường chính đấy các bạn. Hiện tại là mình đang giao nhau với một cái tuyến đường khác và tuyến đường mình nó kiểu là như cái tuyến đường phụ thôi, cái tuyến đường nhánh ấy, nên là mình phải dừng xe lại để mình nhường đường cho cái tuyến đường đó xe nó lưu thông. Khi nào mà chống mình mới được chạy ra, mà mình không biết khi nào mới chống luôn. Đây kìa, qua được có một chiếc rồi, dừng lại nữa rồi, qua luôn đi, đang chống mà. Anh chạy ơi, qua luôn đi, trời ơi, một chiếc qua một chiếc dừng nữa mà. Rồi đi đi, bóp con banh càng luôn ấy. Rồi chạy đi, rồi tới chiếc này dừng đó. Ý, sẽ mục đích nó nữa rồi. Rồi ok, khổ thân thiệt sự luôn ấy, chạy đã chậm rồi các bạn mà gọi là còn dừng nữa, ham dừng phải. À nhưng phía trước là một cái hầm nữa các bạn, một cái hầm này nó cũng xuyên qua cái núi luôn. Đây, tranh thủ vượt thanh niên này mới được, chạy sao thanh niên này bực bội quá luôn ấy. Rồi vượt xe trong hầm luôn các bạn. Ác thiệt sự. Ai vượt luôn xe này nhá. Các bạn thấy cái tốc độ xe mình hiện tại nó lên khá là nhanh không? Hiện tại lên được một khoảng 130 luôn kìa. Con này công nhận đề ba nhanh thật sự, 140 luôn kìa các bạn. Ôi trời ơi. Rồi qua được cái hầm rồi đấy. Bọn này thì đang xuống núi và nó cho chúng ta chạy 80 km/h nha. Ý, chúng ta chuẩn bị được qua cầu rồi. Đây sẽ qua một cái cầu này nè. Đó. Wow, cái sông khá là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi chúng ta ôi dồi ôi. Tiếp tục thì sẽ rẽ bên bên phải. Rồi đó, phải chống chống mà chạy cho nó đã. Cái gì đâu mà đông xe vậy chứ. Hiện tại mình đang chạy kế một cái mé sông, cái bờ sông bên này. Wow, đi xuyên rừng luôn các bạn. Để mình mở cái cửa sổ xuống tí cho nó mát nha. Mở cửa sổ xíu cho nó mát mẻ.
Ai qua đây lên nét đứt cho các bạn, tranh thủ vượt mấy thanh niên này thôi. Rồi, ok, phía trước như đường đang sửa sói. Ê, không phải, không phải. À, phía trước cái đường nó không cho mình chạy các bạn. Bây giờ mình bắt buộc phải rẽ phải. Rẽ phải qua đây. Qua thanh niên xe đầu kéo này luôn anh. Chạy sau lưng mấy chiếc xe đầu kéo nguy hiểm quá. Rồi tới đây thì mình sẽ rẽ phải. Trước mặt các bạn nó đang là một cái trang trại nuôi bò. Đang chạy trên con đường thẳng sẵn test tốc độ con này luôn các bạn. Con này khả năng lên được khoảng 160 đấy, không đùa đâu. Cua 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 cua. Ôm cua mình không dám chạy nhanh các bạn ơi. Ở nhà phía trước chúng ta có một cái cây xăng. Mọi người có muốn xuống cây xăng này không? Ồ, cây xăng này cũng chả có gì các bạn, nó cũng không có quán ăn hay là siêu thị gì hết. Nên thôi, chúng ta về đến bến xe luôn. Chạm dừng xe buýt chứ không phải là bến xe các bạn. Chạm dừng. Nó sẽ nằm trong thành phố này. Đồng thê. Rồi mình sẽ ôm một binh qua đây. Rồi. Qua đây lại. Ủa xe nó khó. Đây, ui xùi, con trai đạp xe đạp nữa nè. Đó, như vậy là mình đã về được cái đến cái thành phố bên bên khu vực này nha các bạn. Và khách sẽ xuống thành phố này luôn. Rồi, mình sẽ ghé phải. Mọi người để tí nha, sắp đến nơi nha. Nhớ kiểm tra tư trang hành lý trước khi xuống xe nha. Kìa, cái xe này dễ tắt máy vậy. Rồi, rẽ phải. Rồi. Đến nơi rồi mọi người ơi. Đây nó sẽ có một cái trạm dừng ở đây các bạn. Mình sẽ quẹo vào. Tới nơi rồi. Ok. Phía trước như con set 5 hay sao ấy. con Mazda. Rồi nhưng mà kệ đi, mình tới nơi rồi các bạn. Xuống xe mọi người ơi. Rồi mở cửa ra. Rồi tới nơi nha. Rồi tắt máy các bạn. Ok, như vậy là ngày hôm nay mình và các bạn cũng đã vừa trải nghiệm được một cái chuyến hành trình quanh thành phố để lái chiếc xe buýt phương trang mini này xong. Và bạn nào thấy video của mình hay đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như là đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha. Bạn nào muốn mình trải nghiệm tiếp tục cái map này hay là xe này hoặc là xe nào nữa thì comment phía dưới cho mình biết, mình sẽ làm thêm trong các tập sau cho các bạn xem. Còn bây giờ mình kết thúc video ở đây và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.